Bạn đang đến với kênh YouTube Báo VietnamNet. Tin tức quốc tế mới nhất có gì đáng chú ý? Hãy cùng chúng tôi điểm qua các tin chính. Iran cảnh báo tránh xa không phận, Palestine lý giải vụ ám sát thủ lĩnh Hamas. Iran đã ra thông báo yêu cầu các hãng hàng không và phi công tránh xa không phận nước này trong bối cảnh Tehran đe dọa tấn công Israel. Tờ Wall Street Journal trích dẫn các nguồn thạo tin tiết lộ Iran đưa ra khuyên cáo về không phận lúc 5h45 giờ GMT, 12h45 giờ Việt Nam ngày 5 tháng 8. Động thái diễn ra sau khi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm 4 tháng 8 tuyên bố trước những người đồng cấp thuộc các nước G7 rằng Iran có thể tấn công Israel trong vòng 24 đến 48 giờ tiếp theo nhằm đáp trả các vụ hạ sát thủ lĩnh Hezbollah Fuad Shuk ở Beirut, Liban và thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh ở Tehran vào tuần trước. Tuy nhiên, Wall Street Journal cũng lưu ý, thông báo tránh xa không phận của Iran nhằm tới các hoạt động hàng không thương mại và dân dụng và không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy điều gì có thể xảy ra sau đó. Trong cuộc họp cuối ngày 5 tháng 8, đội ngũ an ninh quốc gia Mỹ cũng báo cáo với Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris rằng họ hiện chưa rõ khi nào Iran cùng nhóm vũ trang Hezbollah đồng minh sẽ ra tay đáp trả Israel và bằng cách nào. Theo giới chức Mỹ, hiện có rất ít thông tin liên quan đến chi tiết cụ thể của một vụ tấn công như vậy. Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas tin Tel Aviv đứng sau vụ ám sát thủ lĩnh Hamas Haniyeh và điều đó sẽ phức tạp hóa các nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết cuộc xung đột Israel-Hamas ở dải Gaza. Hãng thông tấn RIA dẫn lời ông Abbas ngày 5 tháng 8 nhấn mạnh, không còn nghi ngờ gì nữa, mục đích của vụ ám sát ông Haniyeh là kéo dài cuộc xung đột và mở rộng phạm vi của nó. Sự cố sẽ có tác động tiêu cực đến các cuộc đàm phán đang diễn ra nhằm chấm dứt chiến dịch tấn công quân sự và việc rút lực lượng Israel khỏi dải Gaza. Nhà lãnh đạo Palestine gọi vụ sát hại thủ lĩnh Hamas là hành động hèn nhát và là diễn biến nguy hiểm trong chính trường Israel. Ông kêu gọi Tel Aviv từ bỏ tham vọng, chấm dứt các hành động chống lại người dân và nhà nước Palestine, tuân thủ luật pháp quốc tế, thực hiện sáng kiến hòa bình của người Ả Rập cũng như lệnh ngừng bắn ngay lập tức và lâu dài, đồng thời rút quân khỏi Gaza. Tel Aviv hiện chưa lên tiếng phản hồi trước các phát biểu trên của ông Abbas. Israel tiếp tục tiêu diệt thêm lãnh đạo Hamas. Theo Anadolu Agency, hôm 5 tháng 8, quân đội Israel cho biết đã tiêu diệt ông Abdul Fattah Anzerie, quan chức cấp cao phụ trách tài chính của phong trào Hồi giáo Hamas trong một cuộc không kích vào ngày 4 tháng 8. Vụ tấn công còn khiến mẹ của ông Anzerie thiệt mạng. Tuyên bố của quân đội Israel cho hay, cuộc không kích đã loại bỏ Abdul Fattah Anzerie và mô tả ông này thuộc bộ phận hỗ trợ cánh chiến đấu của Hamas và là người phụ trách vấn đề tài chính của nhóm vũ trang ở dải Gaza. Ông Anzerie còn được cho chịu trách nhiệm phân phối nhiên liệu, khí đốt và các khoản ngân sách của Hamas cho mục đích thù địch. Hôm 4 tháng 8, văn phòng truyền thông Gaza thông báo ông Anzerie đã thiệt mạng trong cuộc không kích nhằm vào ngôi nhà ở Dei al-Balas ở miền trung Gaza. Kể từ khi mở chiến dịch quân sự ở dải Gaza vào tháng 10 năm 2023, Israel đã nhắm mục tiêu và hạ nhiều quan chức cấp cao của Hamas. Xung đột ở dải Gaza được cho là đã khiến gần 39.600 người thiệt mạng và gần 91.400 người khác bị thương. Gần 10 tháng giao tranh giữa Israel và Hamas, nhiều khu vực rộng lớn ở dải Gaza đã trở thành đống đổ nát, trong khi thực phẩm, nước sạch và thuốc men bị cản trở vận chuyển và không thể tiếp cận người địa phương. Iran chính thức gửi tối hậu thư tới Israel sau vụ thủ lĩnh Hamas bị ám sát. Mới đây, Iran tuyên bố không muốn leo thang căng thẳng trong khu vực, nhưng cần phải trừng phạt Israel để ngăn chặn sự bất ổn lan rộng sau vụ thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh bị ám sát. Tờ Time of Israel dẫn lời Ngoại trưởng Iran Nasser Kanani cho hay Iran đang tìm cách thiết lập sự ổn định trong khu vực, nhưng điều này sẽ chỉ đạt được bằng việc trừng phạt kẻ gây hấn và tạo ra sự răn đe chống lại chủ nghĩa phiêu lưu của Israel. Theo ông Kanani, hành động đáp trả từ Tehran là không thể tránh khỏi. Ngoài ra, ông kêu gọi Mỹ ngừng hỗ trợ Israel. Theo ông, cộng đồng quốc tế đã không hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ sự ổn định của khu vực, do đó nên ủng hộ việc trừng phạt kẻ gây hấn. Cũng trong hôm nay, tướng Hossein Salami, tư lệnh lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC, đã nhắc lại lời cảnh báo về việc Israel sẽ phải nhận sự trừng phạt vào thời điểm thích hợp. Ông Salami cho hay, Israel đang tự đào hố chôn từ chính các hành động của nước này. Iran hiện được cho có khả năng tấn công Israel trong những ngày hoặc tuần tới, sau khi Israel bị cáo buộc là thủ phạm ám sát chỉ huy quân đội Hezbollah Fuad Shuk ở Beirut và thủ lĩnh Hamas Haniyeh ở Tehran. Iran đã thề sẽ trả đũa Israel liên quan tới cái chết của ông Haniyeh. Hôm 4 tháng 8, Israel và Mỹ cho biết
họ không chắc chắn về một cuộc tấn công của Iran sẽ diễn ra như thế nào và tin rằng Tehran vẫn chưa đi đến quyết định cuối cùng. Trong khi đó, các quan chức Israel được cho đã thừa nhận có thể có thiệt hại và thương vong trong cuộc tấn công tiềm tàng của Iran. Nhà Trắng cũng cho biết, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ triệu tập nhóm an ninh quốc gia tại phòng tình huống vào hôm nay để thảo luận về những diễn biến ở Trung Đông, giữa lúc Washington tin rằng cuộc tấn công của Iran vào Israel là sắp xảy ra. Israel cũng đã chuẩn bị đón nhận phản ứng từ phía Tehran. Israel khẳng định sẽ tấn công phủ đầu Iran với một điều kiện. Truyền thông Israel ngày 5 tháng 8 đưa tin, nước này có thể tấn công phủ đầu Iran nếu nhận được thông tin tình báo rằng Tehran chắc chắn sẽ ra tay trả đũa vụ ám sát các nhà thủ lĩnh Hamas và Hezbollah. Theo báo Time of Israel, phương án trên đã được thảo luận tại một cuộc họp cấp cao có sự tham dự của Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant, Tham mưu trưởng Hezi Halevi, Giám đốc Tổng cục Tình báo và Đặc nhiệm Mossad David Barnea, cũng như Giám đốc Cơ quan Tình báo Nội địa Ronen Bar vào đêm ngày 4 tháng 8. Hãng thông tấn Inet cũng xác nhận Tel Aviv có thể bật đèn xanh cho một cuộc tấn công phủ đầu nếu nhận được các thông tin tình báo, kể cả do Mỹ cung cấp, kết luận Iran sắp phát động một vụ tập kích nhằm vào Israel. Các quan chức cấp cao Israel tin đất nước của họ có thể chống lại một cuộc tấn công của Iran, nhưng không muốn một cuộc xung đột toàn diện trong khu vực. Thông tin trên được công bố trong bối cảnh có nhiều đồn đoán về việc Iran sắp xúc tiến một vụ tấn công quy mô lớn, mạnh hơn vụ phóng hàng trăm máy bay không người lái và tên lửa về phía Israel hồi tháng 4. Theo hãng thông tấn Axios, cuộc tấn công của Iran có thể diễn ra ngay đầu tuần này, sử dụng các khí tài tầm xa của Iran và lực lượng vũ trang Hezbollah được Tehran hậu thuẫn ở Liban. Axios lưu ý thêm, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã đề cập đến mốc thời gian trên trong các cuộc hội đàm với những người đồng cấp thuộc các nước G7. Căng thẳng leo thang sau khi Iran cáo buộc Israel sát hại Ismail Haniyeh, thủ lĩnh chính trị của phong trào Hồi giáo Hamas, trong một vụ đánh bom ở Tehran. Mặc dù Israel không xác nhận hay phủ nhận liên quan đến sự cố này, nhưng tuyên bố đã loại bỏ thủ lĩnh Hezbollah Fuad Suk ở Beirut, Liban, người bị Tel Aviv quy trách nhiệm cho vụ tập kích nhằm vào một sân bóng đá ở cao nguyên Golan, khiến 12 trẻ vị thành niên thiệt mạng. Tờ Wall Street Journal trích dẫn các nguồn thạo tin tiết lộ, Mỹ đã yêu cầu các đối tác cảnh báo Iran không nên làm leo thang tình hình vốn đã căng thẳng ở Trung Đông. Washington khuyến nghị, bằng cách thể hiện sự kiềm chế, quốc gia Hồi giáo có thể cải thiện quan hệ với phương Tây. Ngược lại, một cuộc tấn công có thể dẫn đến sự trả đũa dữ dội.